Hình Sông Trinh. Diễn viên Nhã Phương cho biết cô mặc cảm từ khi vì bụng to, cha mẹ không mỉm màng khi mới sinh con gái đầu lòng. Nhã Phương tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu cho cô đồng sáng lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 26 tháng 12, nữ diễn viên mặc phong cách doanh nhân với bộ vest bạc của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm. Trường Giang xuất hiện ở những phút cuối cùng để tặng hoa cho vợ và chúc mừng. Nhã Phương nghẹn ngào khi nhắc đến quãng thời gian sau sinh 2 năm trước. Lần đầu tiên nhìn vào gương ở bệnh viện, tôi sốc không tin vào mắt mình. Bụng tôi to giống như chưa sinh con. Ngoại hình và cơ thể trở nên yếu ớt, kém sắc. Được làm mẹ là một sự thiêng liêng và hạnh phúc, nhưng tôi vẫn ám ảnh vì sự thay đổi sau sinh. Người đẹp cho biết, ở nhà, cô có thể xề xòa như khi ra đường, trước ống kính cô luôn muốn chỉnh chu nhất để thể hiện sự tôn trọng với khán giả. Người đẹp biết ơn mẹ chồng luôn hỗ trợ trong quá trình chăm sóc bé để cô có thời gian sống cho bản thân và vượt qua giai đoạn căng thẳng. Nhã Phương bắt đầu lao vào chế độ tập luyện giảm cân trong khi Trường Giang nghiên cứu về món ăn để vợ có dáng đẹp và làn da. Sau khi sinh giảm đến 15 cân, Nhã Phương bị nhiều người chê gầy quá. Trường Giang sợ vợ suy nhược cơ thể nên đổi chế độ dinh dưỡng. Nhã Phương thường nói vui, xin đừng ai chê Phương gầy, chồng tôi sẽ ép ăn để tăng cân. Người đẹp hạnh phúc khi có người nhận xét. Người đẹp hạnh phúc khi có nhiều nhận xét. Cô đẹp hơn, trẻ hơn, diễn viên mong các bà mẹ toàn tâm toàn ý cho các con nhưng vẫn không quên chăm sóc bản thân. Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào tháng 9 năm 2018. Họ đón con gái đầu lòng tháng 1 năm 2019. Đến khi bé được 8 tháng tuổi mới công khai. Dù bận rộn với công việc, vợ chồng cô dành nhiều thời gian chăm sóc con. Dịp sinh nhật chồng tháng 4, cô từ nhà bột nướng bánh tặng anh. Trước đó Trường Giang thường tặng đồng hồ túi hiệu để mang lại